Chìa khóa gãy 1/3 trong ủ, bị nhít răng giữ lại không móc được phải làm thế nào? Hôm nay nghỉ mới mang người ta đây là. Hay là đang dở. Đang vẫn lên nổ máy thì nó bị nút. Nhà xong. Tháo ra chạy trong kia ra mới. Có mỗi thế này thôi mà làm anh em nghỉ việc đấy, đơn giản không? Mất việc này. Đấy à, à. Ok. Thế à. Thôi, bây giờ cắt cái khác nhé. À. Đây là nó bị gãy đúng cái chỗ sâu nhất của cái răng này này. Đây là, đúng cái chỗ này đây là yếu nhất ở đây. Đấy, chỗ yếu nhất này đây là mình vặn nhiều là nó gãy. Để kiểm tra xem cái nhíp này ở trong này nó có bị kẹt không ạ. À đúng rồi, một lớp lên đây này. Một lớp để nổ này đúng không? À một lớp bật lên, một lớp để nổ như này. Cái chìa kia là nó bị hụt mất ở đoạn như này, bây giờ cắm hết vào như này thì cắt theo cái chìa kia là nó không đến. Đấy. Đúng không? Cái chìa đấy mình chỉnh ra một tí dư thôi, không phải 100% nữa. Đỡ hơn nào nhé. Ok.